Chào các bạn, mình là Kuro MC đây. Trong video lần này, mình sẽ sinh tồn 100 ngày trong Minecraft One Lock siêu khó. Trong chế độ One Lock này, thì đa dạng chủ yếu là xây dựng là nhiều. Nếu các bạn có muốn biết mình có nghèo như Kira hay là không ấy, thì các bạn nhớ xem hết video của mình nha. Và nếu như mọi người thích video này của mình, thì mọi người đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nữa nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Ở ngày đầu tiên á, thì mình chỉ đứng trên một cái block này thôi. Sau đó mình đào ra được rất là nhiều thứ linh tinh ấy. Từ gỗ cho đến than và sắt cũng có nữa. Nói chung là trong khởi đầu thì chưa có sắt đâu, thì mình cứ đào bình thường vậy thôi à. Mình có mở rộng đảo ra và mình không có kiểu như là chơi kiểu bình thường ấy. Mình muốn chơi kiểu chai hạch hơn một chút, cho nó khó khó hơn một chút ấy. Mà mình cũng không muốn chết nữa, tại vì mình chơi siêu khó cho nên là mình cũng không có muốn là đặt một block đó mình đào họ lỡ cái gì có con đẩy xuống một cái là chỉ có chết thôi mọi người. Nói chứ không phải khịa nha. Mình thấy là khi ra chơi bóp bách nào là khi ra nghèo bóp bách đó mọi người. Cái bóp bách nào khi ra chơi cũng nghèo 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 ấy. Còn bóp bách nào mình chơi lên á, mình cũng kiểu giàu ấy. Không phải khịa đâu nha, thật sự là như thế ấy. Mình thấy khi ra đau khổ mình cảm thấy vui thật sự luôn đấy. Mình không biết là trong cái quanh lốc này mình có nghèo hay không nữa. Giờ mình chơi thử đã. Wow, mình được xô nước rồi này. Có được cái xô nước này rất là tiện lợi cho mình á, mình sẽ xuống đây để mà mình lắp lại cái ô này để mà mình đào sỏi hay đào cát gì đó nó sẽ không rơi xuống dưới. Hay là đào bất cứ block nào sẽ không rơi xuống dưới ha. Mình đào được một lúc á, thì nó cho mình cái rương này. Và cái rương nó hiện lên trái tim á, là nó hiện trái tim là nó sẽ cho mình qua giai đoạn thứ hai. Và trời đã cũng tối rồi mọi người ạ. Và trong giai đoạn 2 thì mình sẽ được qua cái phase 2 á, kiểu là cái giai đoạn thứ hai để mà mình có đá là có cái gì á mọi người. Giai đoạn 1 thì chỉ có gỗ thôi à, giai đoạn 2 thì mình có đá rồi. Cuối cùng mình đã có đá rồi mọi người, mình không có nghèo như Kira nhỉ. Tại vì mình đang chơi một cái phiên bản gọi là phiên bản 1.18.2, là phiên bản mới hơn Kira nhiều. Còn Kira là chơi phiên bản cũ. Đây, mà mới vô mình có sắt luôn này. Còn Kira thì mình nghĩ chắc là đồ đá thôi. Bây giờ mình có sắt luôn rồi đấy. Mới ngày 1 thôi. Trời đất ơi, mình không hiểu tại sao Kira lại nghèo như thế luôn đó. Chắc chắn là do tạo nghiệp quật rồi. Hên là mình có lắp lại cái ô này mọi người. Mình đang đào thì cái con Reaper nó xuất hiện hết hồn luôn nè. Mém tí nó nổ mình rồi. Hên là mình né qua đây để mình đánh lén nữa các bạn. Chứ mình đứng trước mặt nó đã nổ mình chết ấy. Rất là nguy hiểm luôn. Nói thật chứ mình chơi cái bóc bách nào mình cũng cẩn thận hết trơn á mọi người. Thật sự luôn ý. Mình kiểu như mình gặp nguy hiểm rất là nhiều á. Tại vì mình có thường thường mình chơi bóc bách kiểu như chiến đấu nhiều á. Cho nên là mình cũng kiểu sợ sợ mọi người, sợ chết nữa. Tại vì trong đây mình chưa có giáp nữa chứ. Thật sự là không có giáp thì hơi căng đối với mình ấy. Con Reaper này chỉ nổ một cách khoảng cách gần 3 block thôi là mình đi luôn. Ngày 2 đến ngày 5 thì mình đã có gỗ và có sắt rất là nhiều mọi người. Sắt thì mình có tổng 7 cục. Mình tạo ra một cái cúp sắt để mình đào ấy. Và mình tạo ra cúp sắt mình đào thì cái cúp sắt mình nó cũng hư rồi các bạn. Nó không còn kiểu như là mới nữa. Tại vì trong đây mình chủ yếu đối với mình đào thôi. Nó ra cái gì thì mình lấy cái đó thôi à. Đấy các bạn thấy đúng không? Mình đâu có khịa đâu. Mình nói đúng mà. Mới vô tới ngày 2 ngày 5 thôi là mình đã có sắt rồi. Còn Kira thì chắc tới ngày mấy á? Ngày mấy nhờ? Ngày 20, ngày 30 gì đó mới có sắt hay sao ấy. Chắc là thanh niên chơi loại mod rồi. Ôi con Reaper này các bạn. Đấy các bạn thấy không? Mình chuẩn bị sẵn hết rồi. Mình kiểu như mình chơi rất là an toàn, rất là kỹ càng luôn ấy. Nếu mà các bạn mà kiểu như mà chơi cái này á, chơi quanh lốc này thì các bạn không để ý một chút á, thì các bạn đang đào đúng không? Con Reaper xuất hiện một cái là cái bình một cái là bạn chết liền luôn. Thì khởi đầu các bạn chưa có đồ, chưa có giáp nữa thì nó hơi khó với mọi người gì xíu ấy. Mình thấy lúc đầu mình có rất là nhiều con bò các bạn. Mình không hiểu tại sao tự nhiên giờ có 2 con bò à. Trời đất ơi. Mấy con bò kia nó đi xuống kia nó chết hết rồi. Mình cũng không hiểu cách nào để mà mình kiểu như cho con bò nó vô đây á. Mình đẩy nó vô thì con bò kia nó lại đi ra mọi người ạ. Khó chịu thật sự ý. Ủa gì vậy con bò này? Ủa gì vậy? Mình không hiểu luôn á, mình đẩy con bò này vô thì con bò kia chạy lại chạy ra. Trời đất ơi. Các bạn coi nó có khó chịu chưa. Sau bao nhiêu cái cúp sắt của mình ra đi thì cuối cùng mình đã có một cục kim cương đầu tiên. Và đó chính là một cục kim cương. Và mình cũng không biết là một cục kim cương này có ý nghĩa gì với mình nữa. Chắc chắn là mình rất là vui rồi.
Nhưng mà vui thì cũng có cái vui của nó các bạn ạ. À, các bạn thấy tại sao không? Mình vui đến nỗi mà mình không biết phải làm gì á. Một chục kim cương thì mình phải làm gì bây giờ đây? Tạo cái sẵn kim cương chăng? Tại sao nó không cho mình 3 viên kim cương mà lại cho một viên kim cương? Why? Why? Nhưng không sao mọi người. Có một cục kim cương còn đỡ hơn Kira là trong ngày 20, ngày 30 vẫn chưa có cục sắt nào. Mình mới ngày 6 thôi là mình đã có cục kim cương rồi. Ôi trời ơi, Kira ơi. Ông ơi là ông coi lại ông đi. Tạo nghiệp ít thôi, tạo nghiệp nhiều quá là nghèo đấy. Mình đào được một chút cái khối vàng thô mà người mình đổ ra được quá trời vàng luôn. Cái khối vàng thô này, cái khối là kiểu như là một cái khối đổ ra là chính được chính được chín cục vàng đó mọi người. Mình đào được mấy khối lận, mình đổ được quá trời luôn ấy. Nhưng mà trong rương này á, thì phải nói là mình chia ra hai rương, một rương thì mình để block, một rương thì mình để những cái gọi là không liên quan đến block ấy, mà phải nói là rất là nhiều đồ ấy. Trong cái ngày thứ bảy này mình nghĩ mình đào cũng khá là nhiều thứ, mà mình cũng nung cũng khá là nhiều thứ nữa. Và mình đang chế tạo ra một cái gọi được gọi là cái lò nung, gọi là lò luyện kim gì mọi người. Mình đang đào thì cái dòng chữ màu đỏ xuất hiện lên là Monster Party gì đó. Rồi cái con này gọi là con boss mọi người. Được mấy con luôn ấy. Mình phải đứng đây thì mình đang tìm cách để chiến đấu với nó. Và trong ba lô của mình á, thì nó không có gỗ để mình chế tạo ra vũ khí. Nhưng mà đến cái cuối cùng á, là cây rìu của mình nó gần hư rồi. Mình cần phải có gỗ để mà tạo ra cây rìu mới để mình chém tụi nó. Nhưng bây giờ hết cách rồi các bạn. Chịu thôi. Đấy, mình chỉ đứng đây mình chém 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 cho nó chết thì thôi. Và cây rìu mình nó hư rồi. Mình phải dùng cung mình bắn nữa. Tới công chuyện luôn. Mình không hiểu tại sao mình cứ đào ra rất là nhiều cái quặng đồng ấy. Một cái quặng đồng này đào một lần ra nó sẽ rơi ra qua 4 quặng đồng hay sao ấy. Mình đào phải nó rất là nhiều luôn. Hiện tại là mình đào được gần 1.000 năm block rồi. Thực sự mà nói luôn các bạn là mình chơi cái One Lock này mình cảm thấy rất là thú vị các bạn. Mọi người chỉ cần đứng đây mà đào và đào và đào và đào thôi. Và chúng ta nhận được rất là nhiều thứ ngẫu nhiên ấy. Đá, sắt, kim cương, rồi vàng tùm lum hết. Nói chung là gỗ cũng có nữa. Đào rất là nhiều. Và đây là viên kim cương thứ ba, và cuối cùng mình đã có một viên kim cương nữa, là ba viên kim cương rồi các bạn, là mình có thể chế tạo được cái cúp kim cương rồi đó. Và mình đang ở giai đoạn 4. Ở giai đoạn 4 này thì đa số mình đi đào á thì mình chỉ gặp những block ở dưới biển thôi. Sau đó thì mình có chia ra mấy cái rương á, một rương thì mình sẽ để những block của biển ấy, một rương thì mình sẽ để block đá và block bình thường để mình xây dựng. Block biển thì đa số là mình đào san hô khá là nhiều mọi người, san hô não chết ấy. Và block san hô não chết này xây nhà rất là đẹp nha. Và sau này thì mình sẽ xây nhà cho bạn xem bằng cái san hô não chết. Và lý do tại sao mình xây nhà như thế thì cái san hô não chết này thì nó rất là tiện dụng cho mình á, mình mà phải nói là xây nhà rất là đẹp nữa. Trong lúc mình đang đào á, thì nó xuất hiện con Axolotl mọi người. Nhưng mà con Axolotl này con Axolotl màu hồng cơ. Mà màu hồng cũng được, miễn là có một con Axolotl là được rồi. Mình cần đến hai con lận, nhưng mà nó có một con à. Tại vì đang liên quan đến cái vùng biển á, là cái giai đoạn 4. Cái giai đoạn 4 này thì nó chỉ liên quan đến nước thôi.
Đấy, và cuối cùng mình đã có một con thú săn mồi dễ thương rồi. Và con này thì mình sẽ để cất trong rương ha, tại vì mình chưa có nuôi được ấy. Mình đang trong một cái hòn đảo gọi là phải nói là nó rất là nhỏ, mình chưa nâng đảo được. Và block mình khá là nhiều. Và mình sẽ cái băng này là mọi người, mình tưởng cái băng này nó sẽ rơi cho mình nước ấy, nhưng mà không các bạn, nó không rơi nó cho mình. Trừ khi mà có cái băng băng đá cơ, băng đá thì nó sẽ rơi cho mình nước, còn còn băng này là băng bình thường thôi thì sẽ không có nước rồi. Rất là tiếc. Mình định làm một cái hồ cho con Asarok bơi luôn á, nhưng mà cái đảo mình khá là nhỏ đi. À quên nữa, các bạn biết tại sao mình chưa nâng đảo không? Tại vì mình bây giờ mình cứ quan tâm đến cái vấn đề là mình đi đào, phải đi đào á. Mình đào phải có thật là nhiều những cái khối block để mình có thể nâng đảo ra cho nó nhanh nhanh một chút á, và sau này mình không cần phải đào nữa. Và cái cách chơi của mình nó rất là khác mọi người, nó khác với những người khác rất là nhiều. Mình phải kiểu như là mình phải kiểu là mình đào rất là nhiều thứ trong cái cái block này nè, sau đó mình bỏ trong rương mình cất mình để dành ấy. Sau này mình chỉ cần lấy mà đi mai và không, mình lấy ra để mình xây dựng thôi, chứ mà không cần phải đi mai và kiếm thêm cái này cái kia nữa ha. Đây, các bạn hãy nhìn đi. Mình vừa thay một cái resource patch vô cho nó đẹp một chút ấy. Chứ mà chơi cái one lock này mà không có resource patch thì mình cảm thấy nó hơi tù tù một chút, với lại là hơi xấu nữa. Các bạn thấy không? Sau khi mà mình cài cái resource patch vô á, mình cảm thấy rất là đẹp luôn. Sau đó thì mình không dùng cái cúp đá nữa mọi người. Không, mình không dùng cái cúp sắt nữa. Mà mình dùng hẳn cái cúp kim cương luôn. Mình xây thêm một cái hình tròn nữa, đây là cái hình tròn thứ ba mọi người. Và hai cái hình tròn kia mình bị mất cái remote đó mọi người, cho nên là mình sẽ không thể cho mọi người thấy được ấy, nó bị mất video của mình, hơi là buồn ha. Mình có dùng ít bột xương á để mình trồng cái cây lên cho mau lớn lên á, để mình lấy gỗ thêm mọi người, sau này mình không cần phải chặt gỗ nữa, kiểu mình có gỗ sẵn rồi đấy. Mình đang đào một lúc á, thì bất chợt lại xuất hiện con boss nữa mọi người. Và con boss này là con boss ở dưới đại dương cơ. Và mình xử lý rất là nhanh gọn lẹ luôn. Và mình phải chạy nhanh mà kịp mọi người. Có dùm chữ đỏ là phải chạy ngay thôi, chứ giờ đứng lại là nó giết mình chết. Đấy các bạn thấy không? Nó xuất hiện mấy con boss luôn á, không phải một con đâu. Và bên kia thì có anh Thương Nhân lang thang á, thì nó phóng anh rớt xuống dưới luôn mọi người. Thì á, thì mình chỉ cần đứng đây mình chờ cái con cá biển hộ kia kìa. Đó, nó rơi xuống dưới á, thì bọn kia mình sẽ giết mấy bọn kia sau. Tại vì cái con này rất là nguy hiểm đối với mình á, mình sẽ tránh trường hợp ra là nó sẽ cho mình cái đào chậm mọi người. Và đào chậm này phải mất 5 đến 10 phút đó nha, và nó là căng lắm ấy. Cho nên là mình cho nó tự động rơi xuống kia luôn, rơi xuống vực ấy, thì mình sẽ đỡ cho mình hơn một chút. Đấy, rơi xuống dưới rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua đây để mình đánh với mấy cái con này nè. Mấy con này rất là dễ đánh ha, chỉ cần lắp lại thôi là không cho nó qua đây nữa, là mình đánh lén nó là được ấy. Rất là đơn giản luôn. Đây, bây giờ mình vỗ này. Cảm thấy cái trường hợp là mình chơi không lại á, thì mình sẽ dùng cái trường hợp này ha. Cái trường hợp này dễ đối phó mấy con này lắm, nói chung là khá là dễ đối với mình ấy. Không có gì gọi là khó với Kuro cả. Cái rương này thì nó có cho mình một cái đinh ba, mà cái đinh ba cũng khá là ngon đối với mình ấy, mình sẽ để dành nó. Đấy, đây là cái đinh ba đầu tiên mình cầm lên ha. Và sau này thì nó sẽ cho mình thêm một cái đinh ba nữa, đó là cái đinh ba thứ hai để dự phòng ấy. Mà mình cũng không có nước để mà cứu banh cá heo này, mình khá là chịu ấy. Chỉ có đúng một số nước thôi, số nước đấy mình đựng dành cho cái con Axolotl rồi.
Sau đó thì mình có mở rộng thêm vài cái đảo nữa, đó chính là cái đảo hình tròn mọi người. Mình có nâng cấp lên để mà cho cái đảo mình nó rộng ra một chút, để sau này mà mình còn phải gọi là xây nhà hơn nữa. Mình nói là mình xây 4 cái hình tròn lận cơ. Bởi vì 4 cái hình tròn này nó sẽ cho là cân bằng cho cái đảo của mình nó đẹp hơn một chút, và nó sẽ không hề tệ và không không hề xấu nữa. Nói chung là mình xây sao xây miễn cho cái đảo mình nó đẹp hơn một chút là được rồi. Mình không muốn cái đảo mình nó xấu mọi người, cho nên là mình phải xây 4 cái đảo cơ. Các bạn thấy không? Bây giờ mình xây y chang cái hình dấu ích rồi đó. Sau một đêm mình tỉnh dậy thì bên đây cái đảo này là phải nói là toàn là Reaper, nó càng nhận hơi bị nhiều mọi người. Những con zombie và skeleton nó chết hết rồi. Thì đảo bên đây thì mình không có cắm đuốc lên á, cho nên là nó xuất hiện khá là nhiều mấy con nhện và còn con quái vật ấy. Không sao, mình xử lý được. Mình quyết định tạo bên đây một cái đảo gọi là đảo trồng lúa. Và đảo bên đây thì quyết định mình đã trồng lúa thôi mọi người, tại vì mình đã có xô nước rồi. Hiện tại là hạt giống mình khá là ít mọi người, chỉ cần mình có 6 cái hạt giống này thôi, như là một củ khoai tây, một củ cà rốt nữa chứ. Và củ cà rốt mình để bên kia rồi, mình chưa có trồng được, tí mình vô mình trồng luôn. Mình lại tiếp tục mở rộng đảo ra nữa, và sau này mình sẽ xây nhà trên này luôn. Và mình sẽ không muốn là đụng lên 4 cái đảo bên kia. Và 4 cái đảo đó mình sẽ chia việc ra là, một là phải nuôi động vật, hai là mình sẽ kiểu như là để xây nhà cơ. Còn bên đây thì mình sẽ xây nhà một cái căn nhà khổng lồ ấy. Không, mình kiểu như mà để dành sau này mình sẽ xây một cái căn nhà mà phải nói là nó hơi bự bự một chút để mà cho các bạn xem á, và trang trí căn nhà nữa. Mà mình không biết là mình nên xây cái kiểu như thế nào ở đây. Thôi kệ đi, bây giờ mình cứ nâng đỡ cho nó rộng rộng ra một chút đã. Mình có ngồi ra mình nung mấy cái gọi là mấy cái đất sét á để mình làm gạch nha mọi người. Mấy viên gạch này mình sẽ chế tạo ra thành mấy cái gọi là gạch đá gì đó để mình gọi là xây nhà mọi người ơi. Nhiều bạn sẽ nói là những viên gạch này xây nhà rất là xấu đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây căn nhà bằng gạch như thế này, và phải nói rất là đẹp luôn. Mấy chỗ này thì mình có đánh dấu sẵn rồi để mình xây dựng cho nó dễ mọi người, và mọi người nhìn vô mà xây dựng giống mình ha. Và ở đây thì mọi người chỉ cần lấy đây, đây là mấy cái khối mà block mà mình nói lúc đầu ấy. Đó chính là cái khối là não chết san hô gì đấy, mình cũng không biết, không nhớ là gì ấy. Thì mọi người cứ cách 3-4 block á, thì mọi người cách ra mấy ô thì xây dựng giống mình là được rồi. Là căn nhà mọi người sẽ hoàn thiện và đẹp hơn một chút thôi. Và đây là căn nhà mình xây ra mọi người. Đấy, nó kiểu như là hình chữ L. Và xây hình chữ L như thế này thì phải nói là cái ngôi nhà các bạn phải nói là tuyệt vời luôn ấy. Đây, đây là hình ngôi nhà nha mọi người. Ở bên trên thì mọi người gọi là 11 block, còn bên trái cũng là 11 block nha. Mọi người cứ gọi là xây dựng y chang mình là được nhé. Xung quanh đây thì mình sẽ lắp bằng gạch đá, và bên kia cũng vậy mọi người. Nói chung mình lắp xung quanh hết luôn, và xung quanh ngôi nhà mình luôn ấy, để cho ngôi nhà mình nó thành bằng gạch đó nha. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là ngôi nhà bằng gạch nó có đẹp hay không ấy, thì sau này mình build xong mình sẽ cho mọi người thấy là ngôi nhà nó có đẹp hay không ha. Mọi người nhớ chừa cái ô bên giữa nha. Cái ô bên giữa là 4 block ấy, để dùng để đặt kính lại ấy, cho nó đẹp một chút. Và tương tự là bên đây cũng vậy nha, mỗi bên đều 4 block ha. Dùng để đặt kính 4 block sẽ đẹp hơn. Còn 2 block thì nó sẽ kiểu như là ngôi nhà mọi người sẽ bé tí hơn một chút, nhưng mà nó sẽ không đẹp ha. Nhưng đối với mình á, thì ngôi nhà này mình phải nói là mình phải chấm là 1 trên 10 luôn ý. Đây, mọi người cứ biết y chang mình nha. Ngôi nhà hình chữ L, nhưng mà bên chữ L là nó sẽ gọi là không phải là L dài nhưng mà là L ngắn ấy. Mọi người thấy căn nhà mà kiểu như là mọi người xây mà không phù hợp ấy thì mọi người nhớ chỉnh sửa lại căn nhà một chút ha. Cái đoạn này thì mình xây căn nhà của mình á thì nó không phù hợp với căn nhà ấy, cho nên mình có sửa lại để cho mọi người gọi là biết là cái cách sai của mình nó như thế nào ấy. Thì sai thì mình sửa lại thôi. Đấy, bây giờ mình sửa lại thì nó sẽ đều hơn một chút. Sau khi mà xung quanh căn nhà của các bạn hoàn thiện xong rồi đó, thì mình sẽ gọi là vô đây mình lắp gọi là mấy cái nền nhà lại bằng gỗ sồi ha. Thì gỗ sồi thì xây nhà phải nói là rất là đẹp ha, không phải xây nhà chứ mà phải nói là dùng dùng làm nền nhà đẹp lắm mọi người. Đây mình sẽ dùng làm nền nhà ha, và nhìn đi, nó đẹp hơn hồi nãy đúng không? Nếu dùng bằng đá thì sẽ xấu hơn, nhưng mà dùng bằng kiểu như thế này nó sẽ đẹp hơn một chút. Đây là ngôi nhà của mình, nhưng mà chưa hoàn thiện đâu. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm gọi là ít gỗ nữa, tại vì mình thiếu gỗ ấy. Bây giờ thì mình sẽ lên trên làm một cái mái nhà ha. Cái mái nhà này chắc chắn là nhiều bạn sẽ biết rồi, tại vì cái mái nhà rất là quen thuộc với các bạn luôn. Nhưng mà mình nghĩ kiểu như cái xây nhà này nó cũng rất là đơn giản ấy, chỉ cần mọi người biết cách
kiểu như xây mái nhà như thế này thôi là phải nói là ngôi nhà của các bạn phải nói tuyệt vời luôn. Đây là ngôi nhà sinh tồn bình thường ha, đơn giản và dễ xây nữa. Đây mình sẽ cho các bạn xem gọi là cách xây nhà của mình nhá. Mà nó cũng thực ra nhìn cũng đơn giản thôi à, mọi người nhìn vô mình biết xây liền luôn ấy. Nó không gọi là quá khó để cho mọi người đâu, nói chung là nó cũng khá là ok đấy. Nhưng bây giờ mình chưa xây xong thì ngôi nhà của mình là cảm thấy nó chưa được hoàn thiện và chưa được đẹp lắm ấy. Sau khi mình xây xong cái mái nhà rồi đó, xong mình sẽ lấy gạch một ít gạch nữa mình lắp trên mái nhà luôn ha. Sau khi mà mình gọi là lắp xong mái nhà rồi, mình phải gọi là lấy thêm cầu thang nữa để mà mình gọi là lắp là cái ngôi nhà của mình. Đó chính là lắp trên mái mọi người, là một cái mái nhà ấy, nó sẽ đẹp lắm. Và nó là cực kỳ đẹp luôn cơ. Các bạn nhìn đi, các bạn sẽ thấy à. Bên trên này thì mình cũng ốp lại cái sàn nhà của mình ha, là trên mái nhà ấy, cho nó đẹp hơn nữa. Mình để bằng đá mua nhiều quá thì nó sẽ không đẹp ha. Ok rồi đó, bây giờ mình vô trong mình lắp lại cái kính cho nhà mình thôi. Nói chung là xung quanh mình mới có mấy cái hở hở này nè. Con mình để cho nhà mình tối thui rồi nên là mấy con dê nó vô nhà mình hơi bị nhiều mọi người. Nó sẽ bám bô nó chứ. Bây giờ mình lắp kính lại xung quanh hết thôi là xong rồi. Thế là xong căn nhà đó mọi người. Sau đó mình sẽ đi ra ngoài mình trang trí lại bên ngoài nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ tạo ra mấy cái phiến gạch này để mình trang trí ngôi nhà của mình cho nó thực tế hơn. Bây giờ thì mình sẽ leo lên đây nhá. Mình sẽ leo lên đây để mình trang trí ngôi nhà của mình đi. Thế là xong rồi. Giờ các bạn nhìn đi, ngôi nhà của mình là giống thực tế chưa? Và trong cái video 100 ngày này của mình, chủ yếu là vừa sinh tồn 100 ngày siêu khó trong One Block và vừa hướng dẫn các bạn xây nhà nữa nhé. Các bạn nhớ ủng hộ mình trong xuyên mục Lam là cái kênh đó nha mọi người. Các bạn thấy nó có chiêu không? Rất là chiêu luôn. Mình có trang trí thêm nữa và đặt một cái cửa ở đây mọi người cho nó đẹp ấy. Tại vì những nhà mà không có cửa này hơn nó hơi lạ lắm. Nói chung là nó lạ thực sự luôn đấy. Và bên đây thì cái đường nó hơi nhỏ một xíu cho nên là mình có mở rộng ra cái đường cho nó bự bự một chút á để mình di chuyển nó dễ hơn. Chứ mà không không đi đi một cái là lọt xuống dưới là còn cái nịt luôn đấy. Sau khi mà mình trang trí ngôi nhà xong á thì mình đi lấy gỗ mọi người, tại vì mình còn thiếu rất là nhiều gỗ ấy. Mình xây xong căn nhà đó mình cũng có mất rất rất là nhiều gỗ mọi người. Chủ yếu là gỗ sồi thôi.
còn mấy gỗ bên kia là gỗ sồi sẩm ấy, cho nên là mình cũng không cần lấy lắm, chỉ đào lấy cái mầm cây thôi à. Mình đang đào một cái khối block bên kia tại vì nó xuất hiện con này ra mọi người, hay là hết hồn nó bổ một rìu ấy. Bởi vậy thì sao? Mình không có chặn block lại cho nên là nó rất là nguy hiểm cho mình ấy. Nên mình phải chạy mọi người, chạy càng nhanh càng tốt. Nó bổ rìu thứ hai chắc mình cũng ngủm luôn đấy. Mình hết thức ăn rồi đó, cho nên mình thu hoạch một ít lúa mì và một ít cà rốt đó, để sau này mà mình gọi là làm một cà rốt vàng để mình ăn cho đỡ đói ấy. Thật sự bây giờ mình hết thức ăn rồi mọi người. Mình có tạo ra một ít cà rốt vàng để mình ăn ấy, tại vì mình quá là đói rồi mọi người, mình không còn gì để mình ăn nữa ấy. Trời ơi, phải nói là cực kỳ đói luôn ấy. Trời đất ạ. À. Mình đang ở trong giai đoạn của khu vực rừng á mọi người, giai đoạn rừng ấy, mình đào tàn ra mấy cái khu vực rừng thôi. Phù thủy cũng có và gấu trúc cũng có các bạn, cho nên là mình cứ đào thôi. Mình cần rất là nhiều đá nữa. Sau này mình cần phải xây dựng gọi là một cái ngôi nhà bằng đá mọi người. Mình đang có ý đồ như thế ấy. Nhưng mà phải tốn, nói chung là tốn rất là nhiều thời gian của mình đây. Nói chung là phải nung ra nữa. Rồi sau đó mình đào ra thì mấy con này xuất hiện. Mấy con này xuất hiện thì cũng không nguy hiểm đối với mình lắm, tại vì sao? Mấy con này thì nó không có cầm kiếm mọi người, nó dùng tay không đánh mình á, nó không có đau lắm. Thật ra đánh một hai tim cũng đau lắm đó nha, cũng hơi thốn đấy, nhưng mà không sao mọi người, mình mạnh mà. Mình quyết định mở thêm rộng đảo ra nữa để mình xây căn nhà mọi người, tại vì chỗ đây đủ không đủ để mình xây nhà đấy. Các bạn nhìn đi, cái hòn đảo của mình có chút xíu mà mình phải cần phải mở rộng ra thật là nhiều nữa, để sau này mà mình phải xây thật là nhiều ngôi nhà để cho mọi người cho chiêm ngưỡng ngôi nhà của mình ha. Thì nhà mình cũng không nghĩ là mình sẽ build đẹp đâu, mình sẽ build kiểu như là hay đến đâu hay đến đó à. Chủ yếu là build là build thôi, còn trang trí nhà thế nào thì mình chưa biết. Ngôi nhà này mình xây là mỗi một block á, là mình sẽ xây là 7 block nha. Block nào cũng vậy hết trơn ấy. Cứ mỗi ô là 7 block thôi à, mọi người có xây y chang mình là được thôi. Phải nói là ngôi nhà này mình phải tốn rất là nhiều đá đó mọi người, mình phải nung ra nữa mình xây nhà mới được ấy. Nung đá ra mà xây thôi là phải thiếu rất là nhiều đá để mình xây dựng ấy, cho nên mình phải chờ nữa, phải chờ thì có đá mới xây được thêm ấy, tại vì không có đá để mình xây dựng đó mọi người, thành đá cuội thôi. Mà từ đá cuội mình nung ra thì thành đá bình thường ấy thì dễ xây dựng hơn ấy. Nói chung là mình xây dựng là từ sáng đến chiều, từ chiều cho đến tối thôi à. Nói chung là trời tối thì mình cứ đi ngủ thôi cho mau qua ngày đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lắp kính vô ha. Nhưng mà kính thì mọi người dễ kiếm mà, chỉ cần có cát là được à. Mình đào được khá là nhiều cát á. Bây giờ mình vô mình ngủ rồi mình ra mình tiếp tục trang trí lại cái khu vực của mình, đó chính là ngôi nhà mình sắp xây ấy.
Nói chung là mọi người xây căn nhà y chang mình á thì mọi người trang trí y chang mình thì không được đâu nha. Nói chung là mỗi người một cách trang trí khác nhau ấy. Cho nên là nếu mọi người thích á thì mọi người trang trí như thế nào tùy mọi người ha. Còn mình trang trí kiểu nào là tùy theo mình ấy. Bên này thì mình sẽ trang trí theo kiểu gọi là ruộng lúa ha. Còn mọi người bên đây thì mình muốn trang trí thế như thế nào mà tùy mọi người ấy. Mình thấy trang trí lúa bên đây nó cũng khá là ok và hợp lý đó các bạn. Đây, mình thấy trang trí như này là khá là ok rồi các bạn. Mình nghĩ là nhìn cũng khá là đẹp rồi đó. Nó không xấu lắm ha. Nói chung là ngôi nhà như thế nào là tùy mọi người trang trí thôi à. Trang trí đẹp hay không là do ở mình thôi. Chứ ngôi nhà nó không hề xấu nha. Ngôi nhà là do mình trang trí nó đẹp hay không thôi ấy. Sau khi mình trang trí ngôi nhà xong của mình á, thì mình ở đây tiếp tục mình nhiệm vụ là đi đào mọi người ạ. Đào block ấy. Đang đào là tiếp tục xuất hiện anh dân làng thứ hai. Anh dân làng thứ hai này là anh dân làng tên là Ono gì đấy. Còn dân làng thứ nhất mình đào ra được ấy thì anh dân làng đó tên là Emma. Wow, cái tên rất là hợp lý. Và hai dân làng này có tên sẵn cho mọi người mà không cần đặt tên ha. Sau đó mình đặt một cái thùng ở đây để dụ ảnh vô đây á mọi người. Đến học nghề ấy. Rồi xong, mình nhốt lại luôn, mình không cho ra luôn mà. Mình phải nói là trong rương mình rất là nhiều đồ các bạn. Còn bên đây thì mình để cho hai anh dân làng ảnh sinh sản ra. Đấy, có hai anh dân làng thôi là đủ rồi. Mình có đặt giường ra nè. Và anh sinh ra được một em này. Anh dân làng này thì ở đây này. Thì mình nghĩ để giường như vậy thì khá là nguy hiểm mọi người. Mà mình chưa thấy nó đi ra được ấy. Mình nghĩ là nó sẽ không đi ra được đâu. Nhưng mà sau này chắc chắn là mình sẽ sửa lại ấy. Mình sợ nó rơi xuống dưới lắm á. Ở đây thì có bốn cái thùng ủ phân ấy. Cho nên mình để đây để cho mấy con dân làng nó học nghề và nó đẻ con ra mọi người. Đẻ con thì hay quá. Sinh sản chứ. Mình tiếp tục lại qua giai đoạn khác mọi người. Đây là giai đoạn thứ mấy á, thứ bảy hay sao ấy. Giai đoạn 7 này là giai đoạn mà giai đoạn gì mình cũng chưa biết nữa. Nói chung là đào ra rất là nhiều thứ linh tinh ấy. Đây rồi. Mình cứ chờ hết thời gian này ha. Nói chung là 60 giây này mình sẽ được qua giai đoạn mới thôi. Và giai đoạn 7 này là giai đoạn của The Nether mọi người. Nó là dưới địa ngục ấy. Nó tên là The Nether ấy. Cho nên là nó là ở dưới địa ngục. Thì bây giờ mình đào đa số là toàn mấy cái quặng dưới địa ngục thôi à. Để mọi người thấy không. Và mấy cái quặng này đào rất là nhanh mọi người. Dụng cụ mình gần hư hết rồi ấy. Cho nên bây giờ thì mình cần kim cương cơ. Kim cương mình cần thứ là cần nhất ấy. Mình đào cũng gần 4.000 block rồi. Cũng khá là nhiều ấy. Cũng không ít đâu ha. 4.000 block khá là nhiều ấy nha. Mình đào cho đến khi rất là sướng tay. Cho đến khi mình gặp cái cục này nè mọi người. Cái cục này mình phải nói là mình đào khổ lắm luôn ấy. Trời đất ơi. Nó ra rất là nhiều mấy cái cục phát triển thạch đó, mình đào rất rất là tê cái tay luôn đó, trời đất. Mình đào cái cục này mình thực sự rất là trầm cảm các bạn ạ. Mình hy vọng là mình sẽ đào mấy khối khác thôi. Chứ khối đó rất là trầm cảm. Trời đất ơi nó đào rất là lâu á các bạn. Và dưới địa ngục thì mình đào đa số mình chỉ xuất hiện mấy con này thôi. Có khi mình gặp con gát đó nha. Và con gát thì mình đào chưa thấy thôi. Chắc chắn tí nữa mình sẽ thấy thôi à. Tại vì dưới địa ngục mà. Dưới địa ngục chắc chắn là những có những cái con liên quan đến dưới địa ngục chắc chắn là sẽ có thôi à. Đây kim cương này rồi. Cái kim cương mình cần nhất. Mình đã được 3 cục kim cương nữa là khá là ngon cho mình rồi. Đây là con quỷ lửa này. Con này mình cho 2 hit là chết à. Nhưng mà nó không rơi cái que quỷ lửa cho mình ấy. Mình thì mình cũng cần rất là que quỷ lửa. Sau này còn đi giết rồng nữa các bạn. Mình có đào được một con gáp như thế này này. Nó cứ bắn bắn á mọi người. Cũng may là những cái ngôi nhà của mình nó xây toàn là bằng đá không à. Cho nên là nó bắn thôi chứ không xi nhê nha các bạn. Còn những ngôi nhà các bạn mà xây bằng gỗ thì nó khá là nguy hiểm nha. Nó bắn một cái là chỉ có cháy nhà thôi. Mình với con gát này đứng chơi chơi gọi là quýnh quýnh cầu lông hay sao. Quýnh quýnh lại mọi người. Hồi cuối cùng nó cũng chết à. Mình được cái thành tựu trên 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 thế giới này nữa chứ. Nó khá là xịn cho mình ấy.
ngày qua ngày mình lại tiếp tục xây thêm một căn nhà bằng đá nữa mọi người. Tại vì là mình thấy là trước giờ mình xây nhà bằng gỗ hơi nhiều á, cho nên bây giờ mình chuyển chủ đề xây bằng đá ha. Thì bằng đá, xây nhà bằng đá cũng đẹp mà mọi người. Tại vì trên cái thế giới sinh tồn này của mình á, quanh block này này, mình cảm thấy là đào ra tầng đá hơi nhiều thôi. Gỗ thì cũng có nhưng mình lười chặt ấy. Nhưng mà mình không thích xây bằng gỗ mọi người ạ. Sau khi mà mình trang trí căn nhà này lại á, mình cảm thấy cái căn nhà này khá là đẹp đó mọi người. Bởi vì mình xây nó cũng khá là tương tự mà nó cũng ok thôi mà. Nó cũng không được gọi là tuyệt đỉnh lắm nhưng mà trang trí lên nó sẽ rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ trang trí lên nha mọi người. Mỗi người một cách trang trí khác nhau nha. Cho nên bây giờ thì mình sẽ cắt ngang luôn. Đây rồi, đây là ngôi nhà của mình sau khi mình xây xong nó các bạn nhìn cho kỹ vô đi. Nhìn đẹp không? Bây giờ mình sẽ cho mọi người gọi là ngắm thử ngôi nhà của mình nhé, gọi là xây xong sẽ như thế nào, trang trí như thế nào nhé. Đấy mọi người thấy không, trang trí cũng khá là ok thôi, cũng khá là vừa vừa thôi. Tại vì dụng cụ của mình nó không có rất là nhiều đồ để mà trang trí đó mọi người. Nếu như mình ở vanilla thì mình sẽ trang trí đẹp hơn nữa, tại vì mình sẽ có rất là nhiều dụng cụ để mình đi kiếm á. Còn trên qua block này thì hên xui đào ra được cái gì mình trang trí cái đó thôi à, chứ cũng chả có cái gì quan trọng đối với mình á. Còn mình còn thiếu rất là nhiều đồ á, kệ sách thì mình chưa có nữa, tại vì lúc đầu thì mấy con bò của mình nó chết hết rồi á, còn hai con bò bên kia nữa, bên kia mình có hai con bò mình chưa có nuôi á mọi người, mình lười nuôi bò nữa, trời ơi hèn gì không có da cho mình để mình lấy sách đi, chết tiệt thật sự ấy. Mình quay lại đây tiếp tục mình đào tiếp, mình nhận được hai cái đầu lâu rồi mọi người, hai cái đầu lâu của con khô héo á. Mình còn thiếu đúng một cái đầu lâu đó thôi là mình giết được cái con quy thờ rồi, nhưng bây giờ mình chưa đủ mạnh ấy, mình chưa có áo giáp mạnh nữa, bây giờ quýnh con quy thờ chả khác gì đâm đầu vào cái chết đúng không, cho nên là bây giờ thì mình cứ đào và đào thôi. Mình phải nói là trong mấy ngày này thì mình phải nói là đi đào rất là nhiều block luôn mọi người, rất là nhiều rương, mà phải nói là rương nào cũng đầy đầy đồ hết, rương nào cũng có block hết trơn á, mình không biết là mình đựng ở đâu luôn ấy, trời đất ạ. À, mình phải nói là mình không biết phải đựng chỗ nào á mọi người. Lâu lâu thì mình đào mình nhận được mấy cái gọi là của cái phone netherite ấy, sau này mình sẽ dành để dành nó, sau này mình dành nó mình để nâng cấp vũ khí lên á. Mình đào rất là nhiều đồ mọi người, cho nên là rương nào cũng đầy rương rồi. Sau đó mình tạo mấy cái rương mới nữa mình đặt vô để mình đựng đồ các bạn. Bây giờ thì hết cách rồi mọi người. Mình qua giai đoạn mới rồi đó. Giai đoạn này là giai đoạn của gọi là dưới cái con stronghold các bạn, đào ra mấy con cá bà xuất hiện này. Sắp tới giai đoạn cuối cùng á, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn gọi là của Ender. Giai đoạn của mấy con rồng. Và cái giai đoạn mình đang đào á là giai đoạn thứ 8 mọi người, giai đoạn 8 ấy. Giai đoạn chính là giai đoạn của con rồng Ender, nhưng mà mình cứ đào thôi, mình tiếp tục đào và đào thôi mọi người, chưa hết cách rồi. Trong cái one lock này chỉ còn đào 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 thôi các bạn ơi, chứ không còn cái chỗ nào để mọi người chê hết trơn ấy. Đào được cái gì thì chiếm được cái đó thôi, nhưng mà rương đường cá là đầy đồ thôi à. Sau đó thì mình có xây thêm một cái hồ cá nữa, đó chính là cái hồ của Axolotl ấy. Thì bây giờ hiện tại là mình có hai con Axolotl rồi cơ. Cho nên mình tận dụng để mình làm cái hồ bê luôn. Đã kết thúc ngày 100 ấy thì mình bây giờ mình sẽ xây một cái nhà này, sau đó mình còn xuống địa ngục nữa mọi người ha.
mình có trang trí với cái hồ của Asalot cho nó đẹp một chút á, mấy cái san hô hồi trước mình đào được này, mấy cái rong rêu ấy để mình trang trí ở dưới nước này cho mấy con Asalot nhìn nó đẹp hơn một chút. Rồi tí nữa mình sẽ trang trí bên trên nữa để cho nó sinh động hơn và đẹp hơn cho cái hồ ấy. Đây các bạn coi đi, mình trang trí xong rồi đó, các bạn nhìn có đẹp không? Phải nói là thực sự rất là đẹp ấy, tại vì các bạn biết không, mình trang trí mấy cái này lên rồi phải nói là rất là đẹp ấy, tại vì mình có mấy cái gì mình trang trí cái đó thôi. Mình rất là tiếc á, mình chỉ có 4 cái hoa sen này thôi. 4 cái hoa sen này thì mình cảm thấy rất là ít. Nhưng mà mình đào được 4 cái hoa sen à, 4 cái mà trang trí 4 cái luôn, chứ mình không có nhiều được mọi người. Bây giờ mình đang ở giai đoạn gọi là the end mọi người. Mình đào cũng phải gần 7.000 block rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đào block thôi. Bây giờ mình đã được 6.200 block rồi, mình sẽ đào đến 7.000 block luôn cũng được nữa. Nhưng mà cái cúp kim cương gần hư rồi các bạn. Các bạn ngồi chill với mình nhá. Sau đó thì mình có đi xuống địa ngục để khám phá gặp một Enderman này mọi người, mình giết luôn. Tại vì con Enderman rất là quan trọng đối với mình đó. Ở gần cánh cổng đường về của mình á, nó có một cái gọi là Bastion và một cái gọi là cái Fortress mọi người. Nó nằm cạnh cái cổng mình luôn. Ui mình cảm thấy rất là may mắn cho mình ấy. Trời thực sự là mình không thể tin được, gần cái cổng mình có một cái Bastion siêu to khổng lồ và một cái gọi là Fortress. Thực sự là phải nói là cái suite này rất là hên với mình nhé. Trời ơi, lần đầu tiên mình gặp hai cái gần nhau luôn đấy, gần cái cổng nhà mình luôn mà. Mình đi xuống đây á chủ yếu là mình kiểu là đi lấy vàng thôi mọi người, mà lấy vàng ấy có rất là nhiều vàng nha mọi người thấy không. Trời ơi, trong một cái bát sành siêu to khổng lồ này mình đi không đi lút vàng thì hơi phí ấy ha, cho nên mình đi vô mình lấy hết vàng luôn các bạn. Mở cái rương ra mình hết hồn luôn mà. Nó có một cái phôi netherite và một cục netherite nữa. Đó. Trời đúng rồi, một cái quần kim cương chả gọi là gì ta? Kháng lửa 3 nữa chứ. Trời ơi. Mình thì mình có trao đổi mấy con bích linh đó mọi người. Nó cho mình quá trời ngọc ender luôn để đủ để giết con rồng rồi đấy. Nhưng mà như đây đủ để giết con rồng rồi. Ở nhà thì mình có mấy cái que bị lửa rồi, mình không cần phải qua cái forest đâu. Thực sự bây giờ mình đi về á là đủ đủ 100 ngày luôn, tới ngày 99 rồi đó các bạn ạ. À.
Thế là bây giờ mình đã có gọi là hai cái phôi Netherite rồi mọi người. Tại tổng cộng là 100 ngày của mình là mình kiếm được 3 cục Netherite. Một cục thì mình nâng vô cái kiếm của mình rồi, đó chính là cái kiếm kim cương ấy. Thì bây giờ là ngày 99 rồi, trời cũng sắp sáng rồi các bạn. Trời sáng là sẽ đến ngày 100 ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ kiếm mấy cái phôi còn lại mà còn dư lúc trước của mình ấy. Nó nằm trong mấy cái rương này. Mình phải nói là cái rương nào cũng có đồ hết trơn á mọi người. Đây này, ba cái phôi còn lại này. Bây giờ mình đi đổi ra là thành hai cái phôi Netherite thôi. Vậy là mình có thể gọi là tạo ra một cái quần kim rồi, một cái quần gọi là Netherite và một cái áo giáp Netherite rồi. Vậy là châu bò đó. Bây giờ thì mình sẽ lên đây để mình nâng cái áo giáp mình lên nha. Trời đất ơi. Bây giờ mình phải nói mình mạnh lên rồi đó mọi người. Lúc đầu mình yếu xìu à. Mình còn thiếu gọi là một cái đầu của ne của con quy thơ mọi người, để mình giết nó để mình hoàn thành 100 ngày á. Nhưng mà mình thiếu cái đầu đó, cho nên là sau này mình tìm thêm một cái đầu nữa để mình giết con quy thơ á. Nhưng mà và nếu như mọi người thích mình làm về 200 ngày á thì mọi người có comment xuống dưới cho mình giúp mình nha. Và 200 ngày mình sẽ xây dựng nhiều hơn và để giết con quy thơ và con rồng Ender nữa. Và trong series 100 ngày này của mình á, mình chủ yếu là xây dựng là nhiều thôi các bạn ạ. Và đoạn 100 ngày này của mình chỉ quay được remote cho các bạn xem thôi. Và sau hành trình 100 ngày của mình xây dựng được những gì và mình đào được những gì. Và trong rương mình có những cái gì á. Đó, các bạn có thấy con ngựa của mình không? Cái con ngựa màu trắng trắng trong cái chuồng của mình đó. Mình cảm thấy là nó ngồi trong đó rất là lâu rồi đấy. Trong từ những ngày đầu tiên ấy, mình nhốt nó trong đó rất là lâu rồi mọi người. Bây giờ nó còn chưa được thả ra nữa cơ. Mình phải nói là nó sống rất là lâu ấy, mình còn chưa cho nó ăn nữa. Mình chỉ đúng có một con ngựa thôi. Và sau hành trình 100 ngày của mình xây dựng được rất là nhiều mọi người ạ. Phải nói là tốn rất là nhiều thời gian để xây dựng á. Còn phải kiếm block để mà xây nữa chứ. Đâu phải là muốn có block xây dựng là có rồi đúng không mọi người. Cho nên mình phải đi đào á. Đào rất là nhiều block cơ. Ngày 201 mình bắt đầu chế tạo ra kệ sách để mà làm một cái bàn enchant. Và sau khi mình làm bàn enchant xong á, mình đứng đây mình đào một cái block này mọi người, để sau này cho nó có cái hiệu ứng gọi là ra cái cổng ender á, để mình xuống đó mình đi giết con rồng nha các bạn nha. Tại vì bây giờ mình còn chưa giết rồng được ấy, như là con quy thờ nữa. Và sau 200 ngày này mình sẽ đi săn và đi tìm những cái món đồ mình cần thiết và kiểu như giết rồng ender và con quy thờ boss nha. Mình đào mà nó cứ ra mấy con Enderman này các bạn. Cũng dễ giết thôi, do đồ mình khá là mạnh á. Mình cứ enchant đồ lên rồi. Nhưng mà kinh nghiệm mình không có nhiều á. Mình chỉ enchant được cái kiếm lên thôi. Với lại một cái vũ khí chính là cái cúp. Mình enchant được đúng hai thứ. Mình đã hết kinh nghiệm rồi các bạn à. Mình không còn để mình nâng cấp giáp nữa. Cho nên là không sao. Mình có hai món Enderman nên mình cũng không sợ bất kỳ con nào cả. Đấy các bạn biết cái lý do tại sao là cái rương mình hay đầy đó các bạn. Do là nó cho mình những cái thứ đồ mà linh tinh á, mình không thích đó mọi người. Cho nên mình vứt trong cái rương luôn. Tại vì mình để đây nó rất là lắc luôn ấy. Tại vì mình để, nếu mà để một chỗ nhiều nó lắc đó các bạn, mình phải nhặt lên để mình bỏ vô rương ấy. Mà rương mình phải nói rất là nhiều nữa chứ. Nói chung là rương nào nó cũng đầy đồ hết trơn á, mà thằng mấy cái thứ đồ linh tinh luôn mà mình cũng không thích lắm. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa mọi người ạ. Mình đập một block thôi mà nó ra một đống con mấy con này luôn. Mấy con này mấy con rồng Ender nhá. Mấy con này nó sẽ giúp mình kiểu như là làm một cái máy phao của Enderman đó các bạn. Rất là đơn giản luôn. Mình đào một lúc đó mọi người, nó ra rất là nhiều Enderman luôn. Phải nói là ra mấy đợt Enderman đó các bạn nhìn nè. Cái đảo của mình bây giờ toàn là Enderman không mà. Mình phải ngồi nhìn vô mặt nó để mình chém, mình chém từng con một á. Chứ mình ở dưới mình hơi toang đó các bạn. Rất là đông ấy. Cho nên là mình phải lên kế hoạch đặt 3 block lên để mình chém từng con một.
sau bao nhiêu ngày khổ cực lao động mà mình đào mày mò các kiểu mà mình đã đạt được thành công rồi các bạn à. Biết tại sao không? Cái hình trái tim này á, sau khi mà đặt cái rune này ra, nó sẽ cho mình một cái cổng Ender ra rất, và phải nói là cái cổng này mình sẽ đi xuống Enderman để mình giết cái con rồng Ender đó các bạn. Và nó nằm ở dưới đây luôn à, mình cũng không biết phải giải thích sao nữa, nhưng mà nó lạ lắm các bạn. Sau khi mình có cánh cổng này rồi, mình lấy những cái bóng tuyết đó các bạn để mình đi phá những cái câu bá cầu pha lê trên của con rồng ấy. Mình nghĩ là mình đã có những thứ mình cần thiết rồi các bạn. Bây giờ mình đi xuống giết con rồng thôi. Sau khi có cánh cổng là mình xuống mình giết liền luôn, mình không cần phải chờ bất cứ thời gian nào cả các bạn à. Mình thì mình có dùng mấy bóng tuyết để mà mình ném lên trên mọi người, nó cũng khá là hiệu quả. Nhưng mà những cái cột cao cao như thế này nè, mình ném không có tới các bạn à, cho nên là nó cũng khá là vô dụng đối với mình á. Và sau đó mình dùng cung mình bắn luôn mọi người. Cung nó rất là tốt đối với mình dùng cung rất là kỹ năng luôn ấy. Và sau khi mình phá hết cái chục pha lê xong là mình chờ con rồng xuống mình lên thịt nó thôi mọi người à, chứ không cần phải rất là đơn giản đâu. Con rồng này nó cũng không khá là mạnh đâu, nhưng nó là boss, nhưng mà nó cũng không gọi là đối với mình là không khá khá là gọi là khó mọi người ạ. Cái đậu xanh nó mình chờ nó nãy giờ mà nó không đậu xuống các bạn, nên mình phải đi xa một chút để mình cho nó đậu xuống. Và mình cũng chả biết bao giờ nó xuống đây nữa, mình cứ đi lanh quanh nó, mình đợi nó xuống mà mình chẳng thấy nó xuống các bạn, cũng không hiểu tại sao nữa. Trời đất ơi, hay là nó sợ mình thịt nó ta. Cuối cùng thì nó cũng đã xuống rồi mọi người. Mình nghĩ là đây là cái lần cuối cùng mà nó xuống đây đó. Nó xuống đây là nó chết luôn các bạn, nó không còn phải nó là hơi thở của rồng nữa, mà là hơi thở của cái chết. Mình sẽ giết nó luôn ha. Đây, bây giờ mình giết nó luôn này. Rồi, xong rồi, cuối cùng mình đã được thành tựu là giải thoát cho con Ender rồi các bạn. Bây giờ mình lắp lại chỗ này, mà mình nghĩ là cũng không thành công đâu. Mình lắp lại cho kinh nghiệm nó không rơi xuống đây đó các bạn, để bỏ phí á, nhưng mà không hiểu sao nữa mình lắp cái nó mất hết luôn à. Mình nhặt được khá rất là nhiều kinh nghiệm. Sau này mình giờ mình nâng cấp vũ khí lên, phải nói là rất là bá đạo đây. Mình đi rất là xa rồi mà mình vẫn không thấy bất cứ cái lâu đài nào cả mọi người ạ. À, mình rất là bực mình luôn ý. Mình phải nói là mình phải mở cái tầm nhìn cao lên để mình nhìn xung quanh đấy cho nó loát đã các bạn. Mà mình kiểu như mình đứng đây mình nhìn mà mình vẫn không thấy bất cứ cái lâu đài nào bên cạnh mình cả. Mình phải nói là bất lực luôn đấy. Đi một hồi mà vẫn không thấy cái lâu đài nào cả mọi người ạ. À, không biết phải làm sao nữa. Chắc chắn là mình phải đi tìm cái cánh thôi. Cái cánh nó rất là quan trọng đối với mình trong cái quay block này, để mà sau này mình xây dựng, lỡ khi mình trượt chân xuống dưới á, mình có thể bay lên trên được, mình đỡ phải chết đi. Cuối cùng mình đã nhìn thấy được một cái tàu bay rồi các bạn. Và một cái Ender City nó khá là nhỏ các bạn, nó không phải là một cái Ender City lớn, nhưng mà không sao cả. Mình lên mình chủ yếu là lấy cái cánh thôi ha, mình không cần cái nào to hay nhỏ đâu, chủ yếu mình là cái cánh thôi. Mình lấy được cái cánh này rồi, sau đó mình đi xuống đây và mình thấy hai bên nó đều có một cái gọi là cái Ender City, và bên đây nó nhỏ hơn và bên đây nó bự hơn. Nhưng bên kia bự hơn, nhưng mà được cái là nó không có cái đầu rồng mọi người, với lại một cái thuyền nữa, cho nên là thôi mình không cần đâu, mình nghĩ mình sẽ bay về nhà luôn. Hiện tại là mình không có pháo hoa, cho nên là mình chỉ có cái cánh thôi mọi người. Mình phải đi tìm một cái khu vực nào đó để có cánh cổng để đi về nhà được ấy. Do là mình lúc đầu mình không có lưu tọa độ lại cái khu vực về của mình, cho nên là mình quên cái đường về luôn rồi. Mình đi mà quên đường về luôn các bạn à. Mình đi mà quên lối về luôn ấy. Bây giờ mình phải tìm một cái khu vực nào đó để mà nó có cái cánh cổng mà để đi về nhà được ấy. Đi một hồi á, thì cuối cùng mình đã đi đến nơi rồi các bạn. Và đây là cái khu vực khác nha. Nó không phải là cái khu vực mà đầu tiên là mình đến. Đây không phải là cái khu vực mình đến đâu. Và trong cái thế giới DN này nó có rất là nhiều cánh cổng như thế này nè. Mọi người mà cứ đi tìm á, là sẽ thấy thôi. Và không cần vào cái tọa độ y căn cũ đâu. Nhưng mà cái khu vực này tìm rất là khó thôi. Không phải lúc nào mình đi mình cũng thấy cả mọi người. Lâu lâu mình thấy một cái hoặc là hai cái thôi.
Mình thấy là mình có đọc comment lên các bạn á, các bạn có comment phía dưới là anh ơi, anh sai cho mấy ông dân làng một ngôi nhà đi cho nó lịch sự một chút, cho ổng đi ngủ dễ hơn ấy, để mà kiểu như mà không ngủ ngoài trời ấy các bạn, cho nên là mình sẵn sàng mình xây một ngôi nhà cho dân làng luôn. Lúc này mình có nhiều kinh nghiệm á, mình chỉ tìm cuốn sách Trầm Hổng 3 và Sức Mạnh 5, sách bán 5 thôi. Để sau này mình sẽ kiểu như là ép vô vũ khí cho mình cho nó mạnh hơn một chút. Sau khi mình enchant đồ xong á thì mình đứng đây mình đợi thôi các bạn, 100 giây. Mình đợi sau 100 giây á thì nó nói cho mình biết là đây là giai đoạn cuối cùng rồi các bạn. Khi mình giết con rồng xong á là giai đoạn cuối cùng rồi, mình chỉ đào những block này để mình xây dựng thôi. Và nó cũng không còn mấy giai đoạn khác nữa. Và những giai đoạn này nó sẽ ra ngẫu nhiên bất kỳ block nào và từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 10 luôn. Mình có làm một cái khu trồng mía như thế này để sau này mình thu hoạch để mình làm một cái pháo hoa các bạn. Do mình thiếu rất là nhiều giấy á cho nên là mình không có pháo hoa để mình bay đó mọi người. Có cái cánh mà không có pháo hoa thì nó cũng khá là vô dụng ha. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ trồng mía lên để sau này mình sẽ thu hoạch để mình làm giấy và là pháo hoa thôi. Mình bắt đầu cảm thấy kinh nghiệm mình nó hết rồi, nó không còn kinh nghiệm khá là nhiều cho nên là mình bắt đầu xếp lại đồ đạc của mình. Sau đó là mình sau này mình sẽ đi xuống Enderman để mình làm một cái farm Ender á, để mình phân kinh nghiệm rồi sau này mình nâng cấp lên nữa. Đây các bạn xem đi, đây là ngôi nhà mình xây cho dân làng đó các bạn. Mà trong khi mình đang xây á, thì dân làng nó nhảy xuống kia hết rồi các bạn à. Nó chỉ còn đúng ba bốn con thôi nhưng mà nó vẫn đẻ được nha. Chỉ cần có hai con thôi thì nó vẫn đẻ được, nhưng mà mình xây một ngôi nhà như thế này là hai lầu luôn. Lầu dưới thì 3 giường, lầu trên thì 2 giường, nó là 5 giường các bạn. Nó cũng khá là đỡ dễ cho dân làng rồi đó. Mình nghĩ bây giờ thì mình sẽ đi ngủ một giấc rồi mình đi ra ngoài để mình làm một cái máy farm Enderman ha. Mình ngồi mình kiếm trong mấy cái rương này, lúc trước mình có kiếm được mấy cái trứng rừng Ender á mọi người. Rừng Ender này nó sẽ giúp mình không cần phải dùng ngọc Ender bia mọi người để mình ném ra những cái con rừng Ender đó. Mình chỉ cần có cái trứng mình đặt ra một cái là nó ra con rừng Ender luôn. Mình không cần phải kiểu như là dùng ngọc Ender mình ném ra đâu. Nó rất là tốn máu, rất là tốn thời gian ấy, cho nên là không cần nữa.
Mình nghĩ là mình xây như vậy nó cũng khá là bự rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đặt con đòn Ender ra và cái xe mỏ ra nữa. Yeah, cuối cùng mình đã hoàn thành xong cái map farm rồi nha. Mọi người lưu ý nha, phải đặt con rồng Ender ra trước, sau đó đặt tên cho nó rồi mới đặt xe mỏ ra nha. Chứ mọi người mà đặt nó ra trước, sau đó mọi người đặt xe mỏ ra và mọi người nhét vô xe mỏ mọi người là nó sẽ không đặt tên được nha. Trời ơi, nó kỳ diệu lắm. Mình bị một lần rồi. Trời ơi. Mình làm xong rồi, sau đó mình đập ra hết rồi mọi người. Để cho mấy con Enderman này nó thấy cái con đội Ender này nè, nó sẽ chạy xuống dưới. Và bây giờ mình ngồi mình farm thôi các bạn, chỉ ngồi farm kinh nghiệm thôi. Mình sẽ farm kinh nghiệm đến level 100 nha, sau đó mình sẽ về nhà mình nâng cấp sau. Mình thấy là mình càng farm thì kinh nghiệm càng lên lâu các bạn ạ. Trong khởi đầu lúc đầu mình có mấy kinh nghiệm á, mình farm một lúc nó lên quá trời kinh nghiệm luôn. Nhưng mình càng ngày càng farm thì kinh nghiệm nó lên rất là lâu á mọi người. Nó càng nó không lên nhanh nữa mà nó lên rất là chậm ấy. Mình cũng chả biết khi nào mình phải nói là mình lên vào 100 nữa. Không, cứ kệ đi, mình nói mình sẽ làm lên vào 100 mà. Các bạn có thấy gì không? Kinh nghiệm lên rất là chậm luôn, nó không còn lên nhanh như lúc đầu nữa. Kiểu level càng cao thì nó phải nói là lên rất là chậm ấy. Và bây giờ thì mình đang ở level 99 rồi, mình sắp hoàn thành level 100 rồi các bạn ạ. Tuy nhiên là mình cái chén cái kiếm mình nó gần hư luôn các bạn. Cái kiếm này thật ra mình này nó gần hư luôn rồi kìa, các bạn nhìn thấy đi. Trời ơi, mình ngồi mình pha mà nó phải nói là mỏi tay luôn á. Các bạn không tin điều đó đâu, cái kiếm của mình là có chậm hỏng 3 đó nha. Trời đất ơi, mình chém phải nói là rất là mỏi tay ấy, các bạn ạ. Bây giờ mình đi về thôi. Mình trở về nhà với hai bàn tay rất là mỏi luôn. Mình ngồi mình chém mà mình mỏi con chuột luôn mọi người. Thời tới rồi, có kinh nghiệm để làm cái gì? Có kinh nghiệm để đi nâng cấp Enchendo thôi chứ làm cái gì? Trời ơi, chắc chắn là như thế rồi. Bây giờ thì mình có kim cương và mình sẽ gọi là tạo ra những cái đồ kim cương để mình Enchendo lên ấy.
Và mình cũng có dành thời gian ở những ngày cuối để mình đi đào Netherite, để mình làm phiên bộ giáp nguyên Netherite luôn các bạn. Và lại một lần nữa, không phải là cái kiếm của mình hư, nhưng mà hai cái cúp của mình nó cũng sắp hư rồi các bạn à. Mình đào phải nó rất là nhiều luôn á, đào khu vực này mà nó nát hết khu vực này luôn, mà ra cái cục gì mình đó cục đó thôi, chứ mình không có biết là cái cục Netherite nó nằm ở chỗ nào nữa. Mình cứ tưởng là mình đi mai á mọi người, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà không, mình vừa đi mai mình vừa cầm ông mày ra đi cục Netherite ơi, mày ra đi kiểu thế. Mình đi đào mà mình cũng chẳng biết mình đào cái gì luôn các bạn à. Mình nghĩ là mình chỉ đi đào thôi. Và mình tìm được 30 cục Netherite và mình đổi ra. Và mình sẽ lấy cái cúp kim cương của mình nữa. Nhưng mà mình đổi ra được 6 cục Netherite các bạn. Đáng lẽ là 7 cơ, nhưng mình thiếu vàng á. Bây giờ mình đi xuống dưới mình lấy thêm ít vàng nữa để mà mình có gọi là làm 7 cục Netherite á. Bây giờ mình làm hết tất cả dụng cụ của Netherite luôn ha. Những ngày này thì mình có đánh những con này nè mọi người. Đây là những con boss rất là yếu luôn á. Nhưng mà những con boss này là những boss đời đầu của các bạn. Mình cũng có nói các bạn rồi. Những cái block mình đào ra được á là từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 10 nó sẽ ra ngẫu nhiên. Và nó sẽ ra những cái con boss ngẫu nhiên luôn các bạn. Đây là những con boss đời đầu nha. Khởi đầu của mình ấy, mình gặp nó một lần rồi. Mà mình đào cái block này mình rất là bực mình luôn các bạn. Nó ra cát này, đất này, rồi đá này, than này, rồi sắt này, rồi tất kiểu rồi gỗ nữa. Mình phải đổi những cái vũ khí mình đào liên tục đi. Nó khá là bực mình đi. Trời đất ạ. Và mình đang đào thì nó gặp một cái hiện tượng lỗi các bạn. Nhưng mà lỗi thì từ từ nó cũng hết thôi. Mình nhìn nè. Mình nhìn thấy nó rất là đẹp luôn á. Waiting for the summer, knowing there's nowhere to
Mình đố các bạn mình đang xây cái gì đó. Đúng vậy, mình đang xây một cục kim cương khổng lồ ấy. Và một cái kiếm nữa. Mình sẽ làm một cái kiếm cắm lên đây để mà cho các bạn biết là cây kiếm sẽ cắm lên cục kim cương này. Mình có tạo cho mình một cái cúp đồ điện mại bằng sắt đó mọi người. Và cúp sắt này á, nó sẽ giúp mình đào những cục kim cương mà nó không bị vỡ ra ấy. Cho nên mình tận dụng những điều này mình đào ra thôi. Mình ngồi mình đào một lúc mọi người, kim cương thì cũng có rất là nhiều. Nhưng mà boss thì ra cũng khá là nhiều á. Cái đoạn này mà mình không bay là mình chết đó các bạn. Trời đất ơi, không hiểu sao nữa. Con gái xuất hiện và những con khác xuất hiện nữa. Đây là con gái boss nha. Nhưng mà một viên là một cây cung là chết thôi. Tại vì cung mình sức mạnh 5 mà khá là mạnh ý. Mình đã đủ số lượng kim cương mà đã tìm được rồi. Bây giờ thì mình đứng đây mình sẽ gọi là trang trí cho cục kim cương này. Do mình thời gian đầu á mình không có giết rất nhiều kim cương, mình chỉ có như đây thôi à. Mình đào kim cương ra khó lắm mọi người. Mọi người đừng có tưởng là cái quái block này nó cho một kim cương dễ nha. Tại vì do giai đoạn cuối này á, là giai đoạn này nó sẽ ra những block ngẫu nhiên ấy. Thì đào kim cương ra nó là rất là đơn giản luôn. Ở ngày 300 này mình sẽ xuống địa ngục để giết cái con quy thờ này nha các bạn nha. Cái con quy thờ này là giết ở dưới địa ngục rất là đơn giản luôn, nó không quá khó đối với mọi người đâu. Hình như là cái series nào mình giết con quy thờ các bạn là giết những con quy thờ là hay ở dưới địa ngục nhiều nhất các bạn ha. Do là ở trên Overworld mình giết rất là ít, nhưng mà đường cái là nó hơi khó đối với mình thôi. Nhưng mà ở dưới địa ngục á mình giết rất là đơn giản luôn. Do là nó có mấy cái đá nền như thế này nè. Sau khi mà con quy thờ được hồi sinh ra thì nó sẽ bị dướng lên mấy cái cục đá nền này, nó sẽ không đi được ha. Mình sẽ đứng đi mình chém nó thôi à.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, 200 ngày sinh tồn trong OneBlock. Và mình đã xây dựng được hai thứ, và mình đã tìm kiếm được rất là nhiều thứ, và nâng cấp đồ lên, và xây máy farm, và xây kinh nghiệm nữa. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nếu các bạn thấy hay nhé. Và mình sẽ cố gắng tiếp tục ra video dự hơi các bạn xem hơn. Và đây là thành quả của mình, đây là cục kim cương khổng lồ và một cái kiếm cắm lên trên. Nhưng mà mình nghĩ là mình trong 200 ngày này mình sẽ không xây dựng nhiều các bạn à, chủ yếu là mình đi kiếm đồ và xây kinh nghiệm thôi. Do là mình không có đồ nhiều cho nên là mình chỉ có vàng nhiều thôi. Mình chỉ cắm kiếm là cái kiếm màu vàng các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Giờ thì tạm biệt mọi người, chúc các bạn có một ngày tốt lành và một ngày mới vui vẻ nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha.